Đây là Bảo Khánh, cô nữ sinh 20 tuổi xinh như hoa khôi nhưng lại không có hoa tay. Đây là Dương, một người bố trẻ với áp lực bỉm sữa, cơm áo gạo tiền đè nặng lên đôi vai. Đây là Mẫn Thủy, một nữ doanh nhân trẻ kinh doanh đồ nội thất, cô thường xuyên phiền lòng vì phần vất vả đếm tiền. Đây là Mai Nghĩa, một gymer kiêm lập trình viên tay to, anh có khả năng vừa nâng tạ và vừa cốt. Oh yeah. Mình chưa, mình không thích vẽ đâu mẹ. Em vẽ hồi bé ạ, với cả hồi còn đi học thì hay vẽ cái gì nhở, vẽ báo tường ấy đấy. Hồi bé em cũng hay vẽ vậy, vỏ sách giáo khoa. Mình nghĩ là mình không làm được đâu. Em nghĩ chưa chắc, tại vì cảm thấy là nếu mà có một người bên cạnh chỉ dạy mình có lẽ là tốt hơn. Em nghĩ là với khả năng tự rèn luyện của em thì em nghĩ em làm được. Màu nước nổi tiếng là một chất liệu vẽ trong trẻo, nhẹ nhàng, được nhiều bạn nữ yêu thích để vẽ thư giãn. Ngoài vẽ tranh nghệ thuật, màu nước có rất nhiều ứng dụng như làm thiệp, làm gift card hay bookmark. Đây là bộ mẫu cũ đi kèm khóa học. Em sẽ dùng nó để thử cách vẽ màu nước ngày hôm nay nhé. Cảm ơn Đăng Khác. Ôi, em ơi, đây là nước rửa mũi. À, hình như cái này em biết này. Cái này là palette đúng không? Vâng, phải biết thật. Bây giờ tôi sẽ cho bạn một tài khoản trên trang học trực tuyến masterlab.edu.vn. Bạn vào phần khóa học đã mua, rồi mình chọn khóa màu nước cơ bản. Và chúng ta bắt đầu nhé. Cái bookmark này có vẻ đơn giản, em sẽ chọn bookmark này. Em thích ăn dưa hấu ấy, nên là chắc là em rất muốn mẹ dưa hấu. Cứ thế chuyển nào. Ừ. Vấn đề màu gì luôn? Mình cứ bóp bừa này. Từ này màu đủ chưa ạ? Hay còn màu gì nữa? Khó quá, cái này chắc là phải bao lại. Highlight to đùng gì, cung te dã man luôn. Bức tranh của bạn trông như thế nào? Đây ạ. Em cũng rất là thích bức tranh này. Dù nó cũng vẫn có khá nhiều lỗi nhưng mà em vẫn rất là thích. Đây ạ. Em nhìn nó cũng hay hay, khá là thích ạ. Em thấy nó cũng ship giống mẫu rồi. Nhưng mà đây là đầu em làm nên là em cũng thấy hài lòng với bản thân. Bạn có thấy khó không? Trước khi bắt đầu vẽ thì em cũng không nghĩ là mình vẽ được như này. Thì cái sau khi vẽ xong thì em cũng cảm giác là phục mình quá. Chắc là do em cũng hơi mất tập trung ấy ạ. Thì nó không được đẹp như là cô giáo dạy. Thế nhưng mà cũng không khó lắm, nếu mà mọi người tập trung thì chắc cũng không khó. Trong lúc mà em vẽ thì em cảm thấy là cũng khá là hay, bởi vì mình với cả màu với cả nước ạ. Nó tạo ra cái hiệu ứng mà chưa bao giờ mình thử cả, nên là nó là cái cảm giác mà mình cảm thấy lạ, khá là lạ. Mình không có nghĩ là mình có thể vẽ được như thế này, nhưng mà trong cái video chị giáo viên hướng dẫn rất là chi tiết. Mình cảm thấy là mình chỉ đơn giản là làm theo từng bước giống như chị ấy ở trong video thôi, thì thấy nó cũng không có gì là phức tạp cả. Thấy khá thoải mái, vừa vẽ vừa nghe nhạc, nó rất là kiểu thư giãn. Có chứ ạ, tại vì em thấy là nếu mà em vẽ trên kích thước nhỏ hơn ấy ạ, thì em có thể làm những cái tấm thiệp bé bé vẽ tặng mọi người chắc là sẽ hay hơn. Em sẽ dự định sẽ tìm hiểu sâu thêm và vẽ những lúc mà rảnh rỗi để cho đỡ căng thẳng trong công việc, hoặc là có thể học để sau dạy thêm con, có thêm quà để tặng vợ. Mình phát hiện ra là vẽ nó rất là thú vị và nó đem lại một cái cảm giác nó rất là thoải mái. Nó thú vị hơn là lúc trước mình tưởng. Mình cũng khá là bận rộn như thế nên là mình nghĩ là cái khóa học, những cái khóa học kiểu online như thế này, nó mình được chủ động thời gian thì nó sẽ phù hợp với công việc của mình hơn. Hồi xưa mình đi học toán hay lý hóa gì đấy mà cứ làm rơi cái bút xuống, cúi xuống đất nhặt lên phát là không hiểu thầy đang nói cái gì nữa luôn. Nhưng mà
học online này thì em có thể tua lại và em xem lại, mặc dù clip có hơi nhanh một tí nhưng mà em có thể tua lại và em xem lại để em vẽ theo được, nên là em thấy đấy là một lợi thế của việc học online.